200 doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào sự kiện kết nối, đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị ngoại này. Dựa trên các tiêu chí an toàn, sản phẩm mới, đặc trưng vùng miền, truyền thống, ban tổ chức đã lựa chọn ra 36 doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm tại tuần lễ triển lãm sản phẩm doanh nghiệp Việt tại IOM